Thiền định đối với não bộ cũng giống như tập thể dục đối với cơ thể. Chỉ ít phút thiền định mỗi ngày sẽ giúp đầu óc bạn minh mẫn, tập trung và sáng tạo hơn. Thiền không chỉ giúp bạn giải tỏa căng thẳng và lo âu, mà theo thời gian, bạn sẽ trở nên kiên cường hơn khi phải đương đầu với những tác nhân gây stress trong cuộc sống. Trong 20 phút tiếp theo, hãy hạ quyết tâm buông bỏ mọi việc còn đang dang dở, mọi phiền muộn và lo toan, để tìm lại sự bình yên trọn vẹn bên trong con người bạn. Trước hết, hãy tìm một tư thế giúp bạn thoải mái nhưng tỉnh táo. Bạn có thể ngồi trên ghế, hai chân chạm đất, hoặc ngồi khoanh chân dưới sàn, kê dưới mông một tấm nệm dày sao cho hông bạn cao hơn đầu gối. Một tư thế đúng là khi khung xương bạn tạo thành một thế vững chãi và các cơ của bạn phải dùng rất ít lực để giữ cho cơ thể cân bằng. Giữ lưng thẳng nhưng không quá căng cứng. Thả lỏng vai. Tay đặt trên đùi hoặc trong lòng. Bạn có thể nhắm mắt hoặc mở mắt và hạ tầm nhìn vào một điểm cố định trên sàn nhà. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một bài tập thở ngắn. Hít vào sâu bằng mũi và thở ra từ từ bằng miệng như đang thở dài. Bắt đầu, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Bạn có thể thở bình thường. Hãy dành một vài khoảnh khắc để cảm nhận và kết nối với hiện tại. Hình dung cả cơ thể bạn đang ngồi đây, ngay tại thời điểm này, trong căn phòng này. Cho phép bản thân mình được buông bỏ mọi việc phải làm, mọi lo âu, toan tính, phiền muộn, mọi suy nghĩ về quá khứ hay tương lai. Hãy nhủ thầm trong đầu: tôi buông bỏ, tôi buông bỏ. Với mỗi nhịp thở ra, hình dung mọi mệt nhọc đang rời bỏ cơ thể bạn. Với mỗi nhịp thở ra,
cảm nhận mọi lo lắng, mọi căng thẳng đang rời bỏ tâm trí bạn. Tiếp theo, hãy hướng sự tập trung vào cảm giác trong cơ thể của mình. Tìm kiếm những điểm mà bạn còn đang thấy căng cứng. Những căng thẳng tích tụ trong các cơ. Chú ý đến cảm giác trên mặt của mình. Bắt đầu bằng những vùng cơ quanh mắt. Thả lỏng cơ mắt. Tiếp theo, chú ý đến cơ hàm và các cơ quanh má. Thả lỏng cơ hàm và cơ má. Chuyển sự chú ý đến cổ và vai. Đây là những vùng mà stress thường tích tụ mãn tính. Hãy xem mình có thể thả lỏng cổ và vai để trọng lực kéo vai bạn xuống. Một lần nữa, cảm nhận cả cơ thể bạn đang ở đây, ngay tại thời điểm này. Hãy nhớ, bạn không cần phải làm gì, cũng không cần phải đi đâu. Hãy bấm nút dừng để trở về với hiện tại. Bây giờ, hãy tập trung vào cảm nhận hơi thở của bạn. Cảm nhận cơ thể bạn đang tự thở nhịp thở tự nhiên của mình. Cách nào bạn biết mình đang thở? Bạn có cảm nhận được chuyển động ở thành bụng? Phồng lên khi hít vào và hạ xuống khi thở ra. Cảm giác sự di chuyển khe khẽ ở lồng ngực. Hình dung hơi thở giống như thủy triều, lên và xuống, lên và xuống. Bây giờ, hướng sự chú ý đến cảm giác hơi thở ở thành mũi.
nhận không khí nhẹ nhàng lướt qua thành mũi của bạn. Bạn có cảm thấy không khí đi vào mát hơn không khí đi ra? Nếu bạn không cảm nhận được cũng không sao, chỉ đơn giản đánh dấu sự không tồn tại của cảm giác. Tiếp theo, hãy thu hẹp sự tập trung của bạn vào lỗ mũi phải và cảm nhận cảm giác hơi thở ở mũi phải. Cảm nhận không khí mát xa thành mũi của bạn. Chuyển sang lỗ mũi trái. Bạn cảm nhận được hơi thở rõ nhất ở bên nào? Hãy theo dõi nhịp thở của mình. Nhanh hay chậm? Nông hay sâu? Học cách quan sát và nhận biết nhịp thở của mình cho phép chúng ta biết tình trạng của bạn. Căng thẳng hay thư giãn? Đến một lúc nào đó, có thể bạn sẽ bị phân tâm. Điều này là hoàn toàn tự nhiên. Phân tâm không phải là bạn đang thất bại. Ngược lại, mỗi lần phân tâm là một cơ hội để bạn rèn luyện khả năng buông bỏ. Khi nhận ra mình đang phân tâm, hãy nhủ thầm trong đầu: chỉ là một suy nghĩ, chỉ là một suy nghĩ. Nhẹ nhàng buông bỏ suy nghĩ và quay trở lại quan sát hơi thở của mình.
tiếp tục theo dõi chu kỳ thở của mình. Đâu là nhịp hít vào, đâu là nhịp thở ra. Và khoảng dừng ngắn ngủi giữa hai nhịp thở. Hãy quan sát nhịp thở của mình cho đến khi bạn nghe thấy tiếng chuông. Để kết thúc buổi thiền, hãy hít thở sâu một vài lần. Hít vào và thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Và từ từ mở mắt. Dành một khoảnh khắc để quan sát căn phòng bạn đang ở. Bạn nhìn thấy những màu sắc gì? Bây giờ hãy để ý đến cảm xúc của bạn. Bạn cảm thấy như thế nào trước và sau bài tập? Bạn có thể tập bài tập này buổi sáng khi vừa thức dậy hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Nếu không, bạn có thể tập bất cứ thời gian nào trong ngày khi bạn cảm thấy stress và cần bấm nút dừng để trở về với hiện tại. Brad chúc bạn có những giây phút thật an lành và thư thái. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài tập tiếp theo.